Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi quyết định chủ ý sẽ thông qua hắc thạch ma quân để có thể nhìn thấy được cao tầng trong loạn thần ma hải, thì từng trần liền rời khỏi hỗn độn thế giới, tiếp tục lưu lại tại ma tướng phủ thứ bảy, yên lặng tu luyện. Hắn tin tưởng, hắc thạch ma quân sẽ nhanh chóng có hành động. Dù sao, chuyện của mình tại ma tâm đảo huyên náo đến mức sôi sục, hơn nữa lúc đó tại đấu trường, từng trần rõ ràng cảm giác được một cổ khí tức hàng lâm đấu trường, thậm chí phát ra chỉ lệnh cho lão giả chủ trì quyết đấu kia. Hắn không tin hắc thạch ma quân này có thể giữ được bình tĩnh. Quả nhiên, ngày thứ hai, một đám cường giả ma vệ lập tức giáng lâm phủ ma tướng thứ bảy. ma quân đại nhân có lệnh triệu ma tướng thứ bảy tới ý kiến. một giọng nói to lớn vang dội vang vọng đất trời. cuối cùng cũng đến rồi. trong ma tướng phủ, tần trần mỉm cười. hắn còn tưởng rằng hắc thạch ma quân kia sẽ giữ được bình tĩnh, không nghĩ tới cũng chỉ là nhìn được một ngày mà thôi. tần trần phóng lên trời, lúc này đây hắn không mang theo bất cứ ai, chỉ một mình đi tới ma quân phủ. ma vệ đến đây tuyên lệnh liếc nhìn tần trần, lúc này xoay người rời đi, đi trước dẫn đường. một lát sau. Tần trần lại lần nữa đi tới ma quân phủ lần này ma quân phủ tự hồ có chút không giống hôm qua thần sắc mỗi người đều có chút nghiêm túc sau khi đám ma vệ này mang theo từng trần đi tới ma quân phủ lập tức có một đám cường giả đi lên ngăn cản nhóm người từng trần dừng lại cường giả dẫn đội lạnh lùng nói là một nữ tử mỗi chốt là hai tên ma vệ phía sau nàng cũng đều là nữ tử bái kiến ma thị đại nhân ma vệ dẫn đội vội vàng không người hành lễ với nữ tử thần sắc cung kính mà thần sắc nữ tử thì lại ngạo nghễ không để ý đến ma vệ dẫn đường chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá từng trần lạnh lùng nói người này là ma tướng thứ bảy mới hừ nhìn thấy bản ma thị sao lại không hành lễ ma thị kia lạnh lùng nói ánh mắt lạnh lẽo tần trần nghe thế thì thẳng nhiên nói ngươi là ma thị ta là ma tướng vì sao bản tọa phải hành lễ với ngươi to gan hai cô gái ma tộc đứng phía sau ma thị quát lên chói tai tiến lên một bước sát khí dâng lên tần trần quét nhìn hai người một chút nhàn nhạt nói chẳng lẽ không phải sao luận thân phận địa vị bản tọa đều phải hơn các ngươi vì sao phải hành lễ với các ngươi từng trần cười nhạo ma nữ ở phía sau ma thị nghe xong thì cả người tỏa ra hàng khí đang đang sát khí mà ma thị kia cũng co rút con ngươi người này thật ngông cuồng đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy ma tướng cùng vọng như vậy cho dù là đệ nhất ma tướng cũng không dám kiêu ngạo với các nàng như vậy lại thấy từng trần tiếp tục thẳng nhiên nói nếu bản tọa đoán không sai mấy vị là đặc biệt ở đây chờ bản tọa dẫn dắt bản tọa bái kiến ma quân đại nhân đã như vậy còn không dẫn đường hẳn là ở đây có mượn oai hùng giữ võ dương oai rất thoải mái sao không nghe thấy gì sao thấy đối phương không nhúc nhích Tần trần lạnh lùng nói có chút không kiên nhẫn trong đôi mắt ma thì đứng ở phía trước từng trần hiện lên một đạo thần sắc cực kỳ sắc bén lúc trước lời nói của từng trần nàng đã nghe được không cần lặp lại trong lòng nàng tức giận chưa từng có người nào cho nàng sắc mặt như vậy lúc này liền muốn ra tay với từng trần nhưng cắn răng một lát cuối cùng vẫn nhịn được chỉ thấy ánh mắt nàng lạnh như băng cắn răng lạnh lùng nói ma tướng thứ bảy nghe lệnh mà quân đại nhân có lệnh bảo ngươi đến gặp mặt đi theo ta dứt lời nàng nổi giận đùng đùng nhanh chóng tiến vào sâu trong ma quân phủ ma vệ bên cạnh vội vàng tránh ra không người dám chạm vào nàng từng trần cười lạnh lập tức theo sát phía sau tiếp tục thâm nhập trong phủ ma quân đâu đâu cũng có ma trận quanh quẩn cực kỳ thâm thúy đi một hồi lâu cuối cùng từng trần cũng tới chỗ sâu trong phủ đệ hắc thạch ma quân sâu trong phủ đệ ma quân này so với phong cách phủ đệ của ma tướng thì có chút khác biệt sau khi vào chỗ sâu chẳng những không có cổ khí tức uy nghiêm nào ngược lại nhiều hơn một chút cảm giác xinh đẹp tuyệt trần làm cho từng trần có chút ngoài ý muốn một lát sau từng trần đi tới một hồ nước sâu trong lòng đất của phủ đệ ma quân bên cạnh hồ nước này có một tòa đình đài lầu cát giờ phút này bên ngoài đình đài lầu cát đứng đấy một đám cường giả khí thế bất phàm trên thân mỗi người khí thế lăng lệ trong đó đại đa số người so với đệ thất ma tướng hát xa ma tướng lúc trước chỉ mạnh hơn không kém nhìn thấy người dẫn đầu ánh mắt từng trần lóe lên lại là đệ nhất ma tướng mà sau lưng đệ nhất ma tướng còn có đệ ngũ ma tướng lúc trước cũng đã gặp đệ bát ma tướng đệ cửu ma tướng tổng cộng 9 người đây là 10 ma tướng xếp hạng đầu đều đến đông đủ ánh mắt từng trần lóe lên như có điều suy nghĩ ngay sau đó ánh mắt của từng trần lại rơi vào trong đình đài kia liền thấy trong đình đài có một thân thể uốn lượn lại là một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần mặt ma bào đưa lưng về phía mọi người bàn tay trắng nõn mềm mại như là trong tranh đi ra nhẹ nhàng rắc xuống một ít thức ăn cho vào hồ nước mà trong hồ nước rất nhiều cá đang tranh nhau đoạt thức ăn mũ quan thập sắc bảy màu sặc sỡ cực kỳ xinh đẹp trên người một bóng hình xinh đẹp này tản mắt ra một cổ khí tức không hiểu nhìn cũng không phải là cường đại như thế nào nhưng dưới cổ khí tức này tất cả ma tướng ở đây bao gồm đệ nhất ma tướng ở trong đều thần sắc cung kính không người nào dám can đảm ngẩng đầu có chút bất kính chẳng lẽ trong lòng tần trần mơ hồ có một tia suy đoán mà quần đại nhân ma tướng thứ bảy này đã được đưa tới người hầu dẫn đầu ma thị không mình hành lễ thần sắc cung kính quả nhiên tần trần ngạc nhiên hát thạch ma quân này lại là một nữ tử chuyện này vượt ra khỏi dự liệu của hắn hơn nữa khí tức trên người hát thạch ma quân này cũng bị tần trần thăm dò thiên tôn suy đoán trước đó của tần trần quả nhiên không sai ma quân này chính là cao thủ cấp thiên tôn mà lúc này bóng dáng xinh đẹp kia cầm mùi nhữ ném hết vào hồ nước nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng sau đó xoay người một đôi mắt đẹp lập tức rơi vào trên người từng trần trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời cũng giống như từng trần cũng có cảm giác vui vẻ thoải mái hát thạch ma quân này rõ ràng còn có một chút mị lực hơn cả huyễn ma tộc còn không bái kiến hát thạch ma quân đại nhân ma thị kia thấy từng trần không nhúc nhích lập tức quát lớn thần sắc phẫn nộ hát thạch ma quân khoát tay cười nói ngươi chính là ma tướng thứ bảy mới nhất đã chém chết hát xa ma tướng từng trần chắp tay thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói đúng vậy bái kiến ma quân thần sắc hắn ngạo nghễ ngữ khí bình tĩnh chưa nói tới kiêu ngạo nhưng cũng chưa thể nói là cung kính điều này làm cho mọi người ở đây bí sắc bất luận là đám ma tướng đệ nhất ma tướng hay là ma thị kia sắc mặt đều bí sắc ma tướng đứng đầu tân nhiệm này thật ngông cuồng trước mặt ma quân đại nhân lại dám tỏ thái độ như vậy ngươi muốn chết ma thị này rốt cuộc không thể kìm nén được trong nháy mắt đánh một chưởng về phía từng trần trước đó từng trần bất kính với nàng khiến trong lòng nàng đã sớm tích tụ lửa giận bây giờ thái độ này của từng trần trước mặt ma quân đại nhân khiến nàng lập tức có lý do ra tay ầm ầm một tiếng liền thấy ma thị này vỗ ra một chưởng lập tức ma uy đáng sợ hóa thành đại dương mênh mông trong nháy mắt bao trùm về phía từng trần từng từng lớp lớp ma uy như là sóng biển bao phủ hết thảy không thể không nói ma thị này tu vi bất phàm lại cũng là một cao thủ bán thiên tôn mặc dù sát khí so với hát xa ma tướng yếu hơn một chút nhưng tu vi lại không kém chút nào đối mặt ma thị đột nhiên ra tay thần sắc từng trần không thay đổi bỗng nhiên giơ tay hóa chưởng thành đao một đao chém ra tựa như thiên đao xuất thế chưởng này bổ ra trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy đao đạo lực đáng sợ nháy mắt rút xuống ầm ầm bổ vào ma thị kia trong nháy mắt bổ bay nàng ra ngoài miệng phun máu tươi lúc này quỳ một cối sát đất tư thái chật vật người dám động thủ với ta lá gan thật lớn còn xin ma quân đại nhân hạ lệnh để cho thuộc hạ chém giết người này răng đe người này ma thị này giận tím mặt gào thét thê lương đám người đệ nhất ma tướng bên cạnh cũng nhìn choáng váng lại thấy thần sắc từng trần bình tĩnh thản nhiên nói ngươi là một ma hầu năm lần bảy lượt khiêu khích bản ma tướng thật coi bản ma tướng không giết ngươi sao hôm nay nể mặt hắc thạch ma quân đại nhân tha cho ngươi một mạng nếu còn có lần sau hồn phi phách tán hài cốt không còn tên hầu này tức giận từng trần quá kiêu ngạo dám uy hiếp nàng ma quân đại nhân nàng oan ức nhìn hát thạch ma quân chỉ thấy hát thạch ma quân chậm rãi đi tới mà váy trên người lay động mơ hồ có thể nhìn thấy hai chân thon dài mảnh mai cùng với dáng người mềm mại dáng người tuyệt hảo giống như cành liễu hát thạch ma quân tiến lên hai bước ngồi trên một chiếc ghế đá đôi môi đỏ mọng khẽ mở con người sáng ngời nhìn chằm chằm từng trần khẽ cười nói động thủ với ma thị của bản ma quân trước mặt bản ma quân ngươi không sợ đắc tội với bản ma quân sao bị giết chết tại chỗ sao tần trần thẳng nhiên nói bản tọa đi tới loạn thần ma hải này là nghe nói loạn thần ma hải quy củ nghiêm ngặt chỉ cần có thực lực liền có thể trở nên nổi bật có thể kiến thức được rất nhiều cường giả mà người này thân là ma thị lại hồ giả hổ uy bà Phen hai lần khiêu khích bản ma tướng bản tọa giáo huấn nàng cũng là thanh lý môn hộ đồng thời bản tọa đã cho ma quân đủ mặt mũi vẫn không chém giết nàng đã lưu tình nhân từ rồi từng trần thẳng nhiên nói khanh khách có ý tứ hắc thạch ma quân mỉm cười tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo ý dụ hoặc khó hiểu chỉ là đám người đệ nhất ma tướng ở đây lại không có ai cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại trong lòng tất cả đều hiện ra hàng ý người chắc chắn không phải người của loạn thần ma hải hắc thạch ma quân khẽ cười nói từng trần nghe vậy thì thẳng nhiên nói có phải là người của loạn thần ma hải hay không thì có ý nghĩa gì ít nhất bây giờ bổn tọa chính là ma tướng thứ bảy dưới trướng ma quân đại nhân vậy là đủ rồi người có thân phận gì còn dám tự xưng bản tọa trước mặt ma quân người rất ngông cuồng hắc thạch ma quân khẽ mỉm cười nói chỉ là nụ cười có chút lạnh lẽo chỉ là ăn ngay nói thật thôi từng trần nói huống hồ nếu bổn tọa đoán không sai tuy loạn thần ma hải an bình nhưng cạnh tranh tất nhiên sẽ rất kịch liệt dưới trướng mỗi vị ma quân xuất hiện một tên ma tướng cường đại đều có thể mang đến cho ma quân không ít lợi ích mà bổn tọa đi tới dưới trướng hắc thạch ma quân đại nhân xem như hắc thạch ma quân đại nhân ngươi có vận khí người quá ngông cùng tất nhiên sẽ không có kết cục tốt lời nói vừa dứt một luồng khí tức đáng sợ trên người hắc thạch ma quân đột nhiên bao phủ ra ngoài khí tức của thiên tôn giống như đại dương trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian một cổ uy áp đáng sợ trong khoảnh khắc đặt ở trên thân mỗi người ở đây mà từng trần càng là trọng yếu trong những người này ngươi cho rằng ngươi rất mạnh có mang đến trợ lực cho bản ma quân không hát thạch ma quân lạnh giọng nói rất mạnh không tính là gì nhưng trong ma tướng vô địch cũng không thành vấn đề từng trần cười nói vô địch hát thạch ma quân cười lạnh nực cười trên đời này ai dám nói vô địch ai dám nói bản thân không bại đột nhiên uy áp khủng bố trên người hát thạch ma quân đột nhiên biến mất khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười trong đôi mắt lại mang theo hàng ý làm người ta sợ hãi khanh khách chư vị người này nói hắn là vô địch trong ma tướng hát thạch ma quân cười nói lập tức chính vị ma tướng đều nhìn lại đồng thời mọi người cũng hiểu ý của ma quân đại nhân ma trần hôm qua ngươi trở thành ma tướng thứ bảy bản ma tướng vốn thập phần thưởng thức ngươi nhưng nào ngờ ngươi dám cuồng vọng trước mặt ma quân đại nhân như vậy ngươi tự xưng vô địch trong ma tướng bản tọa là đệ nhất ma tướng ngược lại phải lĩnh giáo một chút cao chiêu của các hạ đệ nhất ma tướng cất bước đi ra trên thân sát khí trùng thiên sát khí đáng sợ giống như cục trụ trời thật lâu không tiêu tan cần gì đệ nhất ma tướng đại nhân xuất thủ chúng ta liền có thể chém giết hắn để ta tới cuồng vọng bất quá ma tướng thứ bảy cũng dám tự xưng là vô địch trước tiên vượt qua ma tướng thứ sáu của ta rồi nói sau từng tên ma tướng nhao nhao cất bước đi ra sát khí đằng đằng nghiêm nghị nói bọn họ đều nghe ra ý tứ của hắc thạch ma quân muốn biểu hiện trước mặt hắc thạch ma quân một phen hắc thạch ma quân thấy vậy thì mỉm cười nhìn từng trần nói ngươi tự xưng là vô địch trong ma tướng có dám đánh một trận với các ma tướng khác không từng trần lạnh nhạt liếc nhìn đám người đệ nhất ma tướng mỉm cười nếu ma quân đại nhân muốn nhìn tất nhiên là được chẳng qua từng người khiêu chiến quá lãng phí thời gian không bằng chính vị ma tướng đồng thời ra tay cũng dễ tiết kiệm một chút thời gian tần trần hiếp mắt nói lời này vừa ra rất nhiều ma tướng ở đây cũng không cách nào kiềm chế được từng trần quá kiêu ngạo quả thực coi thường những người như bọn họ mà quần đại nhân xin hãy để cho thuộc hạ xuất chiến để cho người này biết được trời cao đất rộng để nhất ma tướng gầm lên trên người có ma quan vô hình phun trào như thủy triều khuấy động hắn ta thật sự nổi giận mà quần đại nhân xin cho thuộc hạ xuất chiến những ma tướng khác cũng nhao nhao quát lớn mặt mang vẻ giận dữ hát thạch ma quần mỉm cười nếu như ma tướng thứ bảy tràn đầy tin tưởng muốn khiêu chiến chư vị sao chư vị không thỏa mãn nguyện vọng của ma tướng thứ bảy một chút rất nhiều ma tướng ngớ người ý của ma quân đại nhân là để bọn họ liên thủ sao hừ chư vị hạ gục người này một mình bản tọa là được rồi đệ nhất ma tướng gầm lên một tiếng tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào ánh mắt của từng trần trên người đệ nhất ma tướng tỏa ra ánh sáng ma lực đáng sợ hắn phản phất hóa thân thành quy tắc bao phủ vùng không gian này chỉ thấy hắn giơ tay lên đánh ra một chỉ về phía từng trần giờ khắc này chỉ uy ngang dọc xoắn ngắt tất cả tồn tại ẩn ẩn có uy thế long trời lỡ đất nghiền ép tất cả tồn tại phía trước Tần trần cảm nhận được uy áp hư không mênh mông lý giải khống chế của đệ nhất ma tướng đối với uy năng của thiên tôn đã đạt tới một cấp độ siêu cường tuy cũng chỉ là bán thiên tôn nhưng thật ra cách thiên tôn chỉ một bước luận về thực lực còn hơn xa hát xa ma tôn kia nhưng đối với từng trần đệ nhất ma tướng này vẫn quá yếu yếu đến mức căn bản không thể đề lên hứng thú của hắn nhưng giờ phút này đương nhiên từng trần sẽ không thể hiện ra sức mạnh quá mức kinh người trong nháy mắt đệ nhất ma tướng công kích tới trên người từng trần cũng sáng lên ma quang đáng sợ hắn giơ tay chỉ một cái quy tắc biến thành đao ý mai một hư không thiên địa gào thét một đại dương đao đáng sợ xuất hiện chém chết hết thảy oanh trên chỉ uy của đệ nhất ma tướng đánh ra lại xé nát nó mà khí vô tận nổ tung thân hình đệ nhất ma tướng lui lại kêu lên một tiếng đau đớn điều này khiến đám ma tướng còn lại ở đây đều biến sắc ma tướng thứ bảy này lại có thể mạnh mẽ như vậy sao thực lực của đệ nhất ma tướng rất mạnh tất cả mọi người đều biết hắn tỏa trấn ở vị trí đệ nhất ma tướng đã nhiều năm chưa bao giờ có người có thể lay động địa vị của hắn hắn là đệ nhất ma tướng đệ nhất ma tướng vĩnh hằng thế nhưng lúc này đệ nhất ma tướng bị từng trần một chỉ đẩy lui thân sắc tức giận con người thăm thẳm trên người hắn đột nhiên hiện lên ma giáp thân khoác hắc sắc áo giáp giống như tướng quân không ai bị nổi thống lĩnh ức vạn ma binh quanh thân hắn tắm rửa quy tắc ma đạo phản phất hóa thân chấn thiên đại đạo hắn chính là thống soái của phiến thiên địa này tịch phong tịch diệt phong bạo mà tướng thứ nhất gầm lên một tiếng bàn tay vạch một cái vào hư không giờ khắc này trong thiên địa xuất hiện vô số gió lốc ma khí toàn bộ gió lốc xoắn tắt hết thảy mảnh không gian kia đều là khu vực quy tắc của hắn ý chí của hắn chính là ý chí của ma đạo giờ khắc này gió lốc ma khí ù ù mà qua toàn bộ bạo kích về phía từng trần ánh sáng màu đen chói mắt làm cho con mắt người ta muốn mở ra cũng không được mà lúc này trên thân thể từng trần vô tận ma khí không hề che giấu điên cuồng bộc phát ma thể của hắn tỏa ra ánh sáng hắc ám hoàng mỹ phản phất như sắt thép vậy căn bản không thể oanh phá đối mặt với công kích của đệ nhất ma tướng không né tránh chút nào mà là đối mặt tiến lên tả ý mà theo chỉ thấy bảo táp đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm đánh lên người từng trần trên người từng trần lấy lên ma quang đen kịch ma khí đầy trời kia đều điên cuồng nổ tung bùng nổ ra ma quan cuồng cuộn vô cùng chói mắt quá yếu công kích của ngươi ngay cả thân thể của ta cũng không thể phá vỡ có tư cách gì xưng là đệ nhất ma tướng còn nữa các ngươi không bằng đồng loạt ra tay cũng để bổn tọa xem chư vị có hư danh gì từng trần nhìn về phía những ma tướng khác khinh thường nói ma tướng thứ nhất nghe vậy thì liền nổi giận phóng lên tận trời sát ý sôi trào triệt để tức giận đệ nhất ma tướng hét lớn một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ma mô đen kịch trên ma mô nở rộ ma quang đáng sợ đâm về phía trước một kích này giết ra ma mô cực lớn vô cùng sắc bén nở rộ ánh sáng ngút trời trực tiếp xuyên thủng hư không xuyên qua lực lượng không gian bỗng nhiên đi tới trước mặt tần trần lực lượng hủy diệt vô tận trong nháy mắt bộc phát ra muốn triệt để đánh nát tần trần nhưng mà tần trần lại cười lạnh ma thể nở rộ thần hoa tay phải đột nhiên thò ra ma mô đen kịch có cấp bậc bán thiên tôn lại bị hắn bắt vào trong tay ma mô bộc phát ra ma uy đáng sợ nhưng căn bản không thể thoát khỏi trói buộc của tần trần trả lại cho ngươi tần trần cười nhạt giơ tay lên ma mô cuốn ngược lướt ra ngoài trong nháy mắt đánh lên thân thể đệ nhất ma tướng trong tiếng kim loại va chạm trái tay bộ ma khải trên người đệ nhất ma tướng xuất hiện vô số vết rạn cả người bay rớt ra ngoài há mùng phun ra một ngụm ma huyết sợi tóc tán loạn chật vật không chịu nổi chỉ có vậy thôi sao từng trần ở trong hư không từng bước đi ra thần thái rất là bình tĩnh tựa hồ căn bản chưa từng dùng lực rất là hiền hòa chỉ là nhếch miệng trào phúng các ngươi còn chờ gì nữa giờ phút này hắc thạch ma quân đột nhiên nhướng mày quát to một tiếng lập tức thân thể những ma tướng khác chấn động sau một khắc minh bạch ý tứ của hắc thạch ma quân rất nhiều ma tướng cùng nhau phóng lên trời ma giáp hiển hiện thẳng hướng từng trần ma uy cùng cuộn ngập trời giống như đại dương mênh mông các loại ma binh hiện lên ở trong đó đè xuống từng trần mà lúc này đệ nhất ma tướng lại lần nữa phóng lên cao trên người bộc phát vô tận ma quang uy thế đáng sợ cỡ nào trong thiên địa như có đại thế cuồn cuộn dung nhập vào trong công kích của các ma tướng còn lại rút xuống trợ giúp ma uy đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha